Chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn cái phiêu mẫu đồ án cầu thép một. Đồ án cầu thép một đây thì gồm bản két vẽ cầu thép. Đây ta thấy cầu thép dầm chữ Y, đây liên kết, đây là dầm ngang, cầu thép dầm chữ Y liên hợp với bản mặt cầu bê tông cốt thép bằng những cái bu lông, đây bằng bu lông, đây là lan can, đây là mặt cắt ngang rộng 10 m, đây là các chi tiết bố trí trong nhầm chủ. Đây dầm chữ Y này, đây là liên kết bu lông này, đây tạo ra vòng ngược cho dầm. Đây là phiêu két, còn đồ án cầu thép 1 thiết kế cầu dầm thép liên hợp. Thiết kế vật liệu, đây là chúng ta có phi thức mình thiết kế dầm thép liên hợp bê tông cốt thép. Đây chiều dài nhịp, chiều dài nhịp chúng ta ghi vào đây, đây chiều dài nhịp ghi vào đây, đây bề rộng mặt cắt ngang cầu này tiêu chuẩn này, thuyết đây là phiêu xác tính vừa là phiêu thuyết minh. Chúng ta có thể tính nhập các thông số vào đây để phiêu xác tính, sau đó in cái xe này ra là thành thuyết minh. Đây chúng ta nhập các thông số như trong hình này, đây VKB có thể rộng toàn cầu này, chiều rộng mặt ngang cầu và chiều rộng lề đi bộ này, chiều rộng phần chân chạy này với kép này. Đây là con số C, chiều rộng lan can này, S này khoảng cách giữa các dầm này, S này chiều dài cánh hẫng này, SE này, đây bản mặt cầu này có một đoạn chiều dài cánh hẫng này, khoảng cách từ dầm đến cánh hẫng là SE bằng 0,96. Đây là chúng ta nhập các thông số trên này thì chiều dài cánh hẫng tự tính này, VKB có VKB rồi, NS này là tự tính ra cánh hẫng này, cánh hẫng này gần 1 m này. Nhịp và nhịp trước cái từ dầm này đến dầm này là đây là S này, 2,3 m này, chiều dài của bản mặt cầu đâu rồi, chiều dài lớp phủ là 7,5 cm, khoảng cách trước dầm, chiều dài cánh hẫng, chiều dài dầm đây nhập vào. Bảng tính dùng cho nhịp tính toán lớn hơn 20 m, toán lớn hơn 20 m đấy. Nếu mà chúng ta nhỏ hơn 20 m thì chúng ta cần phải xem kỹ. Trong này mình nên chỉnh những gì? Thì đây là cái bảng mà mình đã chỉnh cho nó nhỏ hơn 20 m rồi.
chỉnh phù hợp với bảng nhỏ hơn 20 mét rồi. Đây, chỉnh lại đây. Edit common. Nhỏ hơn 20 mét, ok. Đây, cho đây chỉnh phù hợp với ta đã để lên 20 mét rồi. Trong quá trình làm thì các bạn chú ý xem, nhất là phần nhỏ hay lớn thì nó phụ thuộc lên mà tại sao bò lớn hơn 20 mét, bởi vì nó trong cái khoảng này, vì xếp xe này, xếp xe nhỏ hơn 20 mét và lớn hơn 20 mét thì nó khác nhau này, cho nên là chúng ta cần chú ý nhỏ hơn hay lớn hơn 20 mét thì chúng ta cần chú ý vào cái đoạn xếp xe này, xếp xe sao cho đúng này, ok, chỉnh sửa công thức rồi xem sao xếp sao cho đúng này. Đấy là việc 20 mét với nhỏ hơn 20 mét chiều dài tính toán này, đủ chúc góc chéo cầu đủ giúp ngang dòng cộng 200 này. Loại thép này, dầm y thép cấp 250 này, ASTM A709 này, loại thép này, thép đinh neo chữ cắt này, đinh neo chữ cắt cấp 1020 ASTM A108 này, cường độ chiều kéo nhỏ nhất này 450 PPa, dưới hạn chạy 345 này, dưới hạn chạy của thép 250 này, với cái thép đinh neo chữ cắt dưới hạn chạy cao hơn này, cường độ chữ kéo nhỏ nhất, cường độ chữ kéo hơn thành thiết bị thép đinh neo chữ cắt này có cường độ nó lớn hơn này, để 400 150 để 200 200, có thép thường rất thường dưới hạn chạy có thép của G400 dưới hạn chạy con thép toàn thân 240 giữa hạn chạy của thép thường này nó gần tương đương với cái hạn chạy của thép nhập mi này, cái đường kính là diện tích này, bê tông này, số phần đưa bên nhiệt trong lưng riêng này, bạc mặt cầu này, bê tông 30 PPa này, luôn là thôi cái số tinh độ của tôi là một quả thép và bê tông này, đây hai chỉ số của thép, quy đổi thép ra bê tông, ta đóng dài hạn này, dài hạn này lên 3 rồi, lớp phủ bằng một cầu này, đây chúng ta nhập vật liệu làm thép, nhập vật liệu làm thép lót từ bên kia ra này. Nhập các thông số của dầm y này, đây các thông số như này, chiều dài tối thiểu và mật khẩu nhập vào, chiều dài trung bình và mật khẩu này, chiều dài phút này, tên chiều dài bằng cầu TC, cái dài phút này, dài phút này, đấy nói chung mình nhập các con số này, đây nhập con số H này, thì mặt cánh trên cánh dưới sườn, rộng sườn, hình dáng của thép, hình dáng của liên kết như thế nào, tích tắc như hình dáng này này. Với bảng tính nó sẽ tính các đặc trưng hình học này, mặt cân dầm thép không liên hợp này, giai đoạn 1 là giai đoạn thi công bản mặt cầu này, mặt cắt dầm thép không liên hợp này,
phía tài chủ là hạn nào, tài chủ tức thời này, các đặc trưng này, liên hợp dài hạn này, ngắn hạn này, liên hợp tại trong dài hạn này, tổng hợp này, đặc trưng này, tổng hợp sang đây này, lót từ cái bảng kia sang đây này, tương tự lót từ cả bảng kia sang đây này. Bây giờ tính nhé, đi vào xếp tải trọng này, tính các hệ số ngang này, tính nhân toán ra dầm này, các tải trọng này, tình tải này, tình tải này, tình tải lớp phủ lan can các kiểu này, lớp vút bê tông các kiểu này, dầm này. Bây giờ tính hỏa tải này, xếp hỏa tải để tính tải trọng cho hỏa tải này. Hỏa tải là HL93 này, 20 30 này, làm này. Và thứ hai tính hệ số phân bối hỏa tải cho moment này, là số là này. Đấy, các dầm biên này, các dầm giữa này, dầm biên này, các dầm giữa này, hệ số phân bối hỏa tải cho moment này, phân đối phân bố hỏa tải theo phân ngang đấy. Đây, phân bố hỏa tải cho lực cắt này theo phân ngang, dầm giữa này, dầm biên này, đấy. Thì bản tổng hợp sẽ tổng hợp ra được cái đấy, giá trị này, giá trị sử dụng là giá trị mắc trong hai giá trị này, một là xe, hai phần xe này. Và đây là hỏa tải này, xếp xe trên đường ảnh hưởng này. Đường ảnh hưởng xếp xe, tính nội lực này, moment này, lực cắt này, tính các vị trí này, mặt cắt dừa nhịp này, mặt cắt mối nối này, mặt cắt 1/4 nhịp này, mặt 1/8 nhịp này, cắt đầu nhịp này, đầu dầm này. Các nỗ lực cho hoặc mặt cắt này, và các ngang dầm này, nỗ lực cho lực cắt moment này, đây là moment cho hoạt tải này, nhân với các hệ số ngang này, đây moment hoạt tải nhân với hệ số phân bố ngang ở trên bảng trên này này, hệ số phân bố ngang cho lực cắt về moment là nó ra này, là các gì nó bảng này này, tính mỏi này, tính mỏi cho hoạt tải ra này, hệ số phân bố ngang này, dầm giữa từ các moment này, đây xếp xe tính mỏi này, xe tải không y này, IM này, xung kích này, xung kích này, và xe tải này. Trục cao 9,9 m này. Ok, xếp tính mỏi xong rồi cũng tính như trên ra. Này nhân với số bố ngang, mỏi là nó ra. Xong tổ hợp tính tải hoạt tải, xong tổ hợp tải trọng, cường độ thi công mỏi sử dụng bằng tổ hợp tải trọng này. Bây giờ tính các ước suất này, tính ước suất mặt cắt này, có tải trọng rồi,
suất này, có moment, có đặc trưng hình học m nhân y, y nhỏ chia y lớn được ôm suất. Ôm suất thời chữ nén và dầm thép này, chữ kéo và dầm thép này, ôm suất thời tiên chữ nén của bản mười câu này, ôm suất nén rất kéo của dầm này, ôm suất của bản mật câu này, chữ nén của bản mật câu này. Đây là nguyên khả uốn này, khả năng khả uốn của dầm này. Khả uốn này. Đấy, nỗ lực này. Combo lực này, nên lội mờ chia với kép này, nó là ứng suất này. Đây là tính các ứng suất của giống y với bản cầu kiểm tra giới hạn kích thước mặt cắt này, kiểm tra xem cấu tạo cái lớp giảm đã hợp lý chưa theo điều kiện cấu tạo này, các điều kiện cấu tạo đủ mạnh của bụng, điều kiện cấu tạo chung này mạnh của bụng này, xem bây giờ nó có mạnh không, nó phù hợp với điều kiện cấu tạo chưa, bên cạnh nó phù hợp không, nó dày quá hay mỏng quá phù hợp không, và cái tiên cạnh dưới này xem nó phù hợp với cấu tạo nữa. Trước khi chọn thông số mặt cắt này bạn phải thì bạn link sang đây này, bạn sẽ link sang đây xem cái cấu tạo mình chọn hợp lý chưa này, section Popolimit này, xem cái bảng cấu tạo mà bạn chọn cho cái dầm thép của mình hợp lý chưa này. Ở đây hiện tại ứng suất cấu tạo xong sinh kháng uốn do các cường độ này, thì khá muốn cho con dầm xem nó dầm đảm bảo chưa. Khả năng khá muốn trạng thái cường độ vị trí trung hòa muốn nó dẻo này, muốn nó chảy này, chứ khá uốn. Đấy, chứ khá uốn mà muốn mình lưu lực cái này, lưu cái link thì compo này đó, rất trọng những compo cường độ 1 này. Trạng thái giới hạn sử dụng môn dương trạng thái giới hạn này, kiểm tra trạng thái giới hạn đây chút này, ứng suất trong cánh này bé hơn này, ứng suất giới hạn này, ứng suất bản cánh dầm lần hồi ra này, thì linh thì phần ứng suất là tính bên này này. Nguyên dương trạng thái giới hạn sử dụng này, kiểm tra giới hạn người chúng và kiểm tra với ứng suất này, ứng suất nó gây ra cánh trên cánh dưới của dòng nó bé hơn cái ứng suất giới hạn, thành ra nó một cái số nhỏ hơn này, thế nào cái số an toàn này 0.95 này, một phần này là chính sức găng cắt của dòng này, găng cắt yêu cầu về sườn tăng cường. Kháng cắt dầm liên hợp với sườn tăng cường ngang này, sườn tăng cường ngang này, sườn trung gian này, và
bút xuân này. Chuyển tăng cường trung gian cho cái vị trí gối này, kiểm tra kháng cấp này, ở đây kiểm tra như han mỏi này, số xe này, số xe lưu lượng xe khác, liên kết mỏi đang mỏi nữa, dưới han mỏi nhớ neo trong cắt và dầm này, liên kết đường neo trong cắt và dầm này, sửa tăng ngang cường này. À, nó bán bụng bán cánh này, yêu cầu mỏi nó bước bụng dầm này, nha chống cắt này, lại nha chống cắt, kiểm tra nha chống cắt này, đây, chọn kích thước neo bao nhiêu cái, kích thước như nào, kiểm tra xem neo đã đạt chống cắt chưa, khoảng cách vuông thế nào, cô tìm mấy thay, mấy neo. Alo, như vậy là theo thông tin báo về thì ban tổ chức lại quyết định đổi thể loại thi đấu một chút. Kiểm tra số neo đinh này, kiểm tra neo, kiểm tra đường hàn này, liên kết đường hàn. Cường con bạn bung dòng này, hắn băm bung bằng cánh này, nó được hàn mối nối này, kiểm tra mối nối này, kiểm tra thổ võng này. Thổ võng đồ võng người ta mới thích làm này, đồ võng từ 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 hai này, võng này, kết quả tính toán do một mình sẽ tải thiết kế được tính toán 25% ta tải thiết kế với thích làm làm. Một tài này cho 25% là này, cho một tài này, cho hai giá trị mắc này và kiểm tra này, bén Y5 này, một vòng dây H là bằng L chia 800 này, 2 cm này, vòng thực tế tính là 70 mm này. Ok, đồ võng, đồ dùng thiết kế này. Tính toán đồ võng này, để đoán thi công này. Ok, và đây là phương kép này. Nếu các bạn đang muốn download cái phương này thì